Cục Quản lý Thị trường Khánh Hòa vừa ban hành quyết định xử phạt quán Tháp Ba Làng Chài trên đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang 750.000 đồng về hành vi vi phạm không niêm yết giá bán hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định. Theo ông Trương Hải Đắc, quyền đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Khánh Hòa, căn cứ để cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt trên là kết quả kiểm tra vào ngày 9 tháng 2, tức mồng 5 Tết, sau khi hóa đơn của quán Tháp Ba Làng Chài được phát tán trên mạng xã hội. Khi kiểm tra, hầu hết các món ăn của quán đều có niêm yết giá bán, riêng hai món mồng tơi và khổ qua xào với giá 250.000 đồng một dĩa khiến dư luận bức xúc không có trong bảng giá. Chủ quán Tháp Ba Làng Chài phân trần, phần rau trên được xào với thịt bò. Do khách đông nên thu ngân ghi hóa đơn đã không ghi đủ. Giá bán tính theo giá Tết nên cao hơn bình thường.